Xin chào anh em, trên tay tôi đang là con máy cạo râu mini Xiaomi Miza S100MFX 201. Và đây là một con máy cạo râu với mức giá khá rẻ. Mua online trên web meta.vn thì chỉ với giá là 295.000. Với mức giá này thì chúng ta sẽ nhận được sản phẩm như thế nào? Anh em đã sử dụng sản phẩm này thì hãy comment trải nghiệm của anh em với con máy này ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đập hộp em này. Và bên trong hộp thì sẽ có một máy cạo râu mini Xiaomi Miza S100MFX 201. Đây chính là em nó. Đi kèm thì có hướng dẫn sử dụng nhưng mà lại bằng tiếng nước ngoài. Và một dây sạc đi kèm. Bây giờ dây sạc này thì bằng cáp USB, rất là tiện lợi. Đây là túi đựng máy cạo râu. Nếu như anh em không dùng thì có thể cho vào túi và cất giữ. Rất là tiện lợi. Quay trở lại với sản phẩm thì chiếc máy cạo râu này có thiết kế nhỏ gọn cùng kiểu dáng đẹp, sang trọng và hiện đại. Với thiết kế gọn nhẹ như thế này, chỉ dày khoảng 30mm thôi, người dùng có thể cầm nắm dễ dàng máy cạo râu mini Xiaomi Miza S100MFX 201 kể cả với những người có bàn tay nhỏ. Và bộ sản phẩm này thì có túi lưu trữ khá là tiện lợi, mình đã nói ở trên. Từ đó thì người dùng có thể dễ dàng bỏ vào túi và mang theo trong những chuyến du lịch hay công tác mà không làm chảy xước các vật dụng khác. Phần vỏ ngoài của chiếc máy cạo râu này thì được làm từ kim loại phủ mờ bằng công nghệ anode, công nghệ phun cắt nhôm, làm bằng phôi nhôm. Trong ngoại hình của chiếc máy thì có vẻ mạnh mẽ và tinh tế. Và trên thân máy thì cũng có hai đèn báo, đèn báo pin đầy và pin yếu để anh em chủ động sạc. Thiết bị máy cạo râu này thì tích hợp pin polymer lithium với dung lượng lớn. Chỉ cần sạc đầy trong vòng 2 tiếng là bạn có thể sử dụng trong 90 phút. Nghĩa là nếu như mỗi ngày dùng 5 phút thì người dùng có thể sử dụng lên đến 20 ngày. Và đây chính là phần khe cắm sạc của máy. Tiếp đến chúng ta sẽ quan sát phần đầu dao. Có hai lưỡi kép xoáy tròn 360 độ. Tính đàn hồi cao và thay đổi theo đường nét khuôn mặt được. Hai đầu dao này thì trang bị hệ thống Close Cut tạo thành hình V, điều chỉnh ôm sát mặt. Bên cạnh đó thì phía hai đầu cạo này thì tạo hình số 8 sẽ giúp Xiaomi S100MFX 201 làm sạch hiệu quả khóe miệng và các vị trí khác. Ngoài ra, đầu dao của máy cạo râu Xiaomi này với hai lưỡi dao cạo kép xoáy tròn 360 độ với khả năng tự động xoay độc lập thì sẽ giúp dao bám sát vào mặt từng các vị trí phức tạp dễ dàng, làm sạch ngay cả ở cổ hay là quai hàm. Và lưỡi dao lưỡi thép xử lý bằng quy trình điện hóa ECM, chất liệu thì được làm từ thép chống rỉ cực tốt. Lưỡi dao thì tròn bóng mịn, độ chính xác cao. Khi sử dụng thì người dùng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thân thiện. Việc loại bỏ râu dễ dàng tiện lợi hơn khi người dùng có thể cạo ướt hoặc cạo khô. Và sản phẩm này được trang bị cấp độ bảo vệ chống nước IPX7 100%, không thấm nước, thoải mái rửa sạch dưới vòi nước khi thao tác đầu máy đơn giản mà không cần phải lo lắng hỏng hóc các linh kiện ở bên trong, thật là dễ dàng vệ sinh. Về ngoại hình của chiếc máy Xiaomi S100 này tuy nhỏ nhưng mà phần lõi bên trong thì cực kỳ mạnh mẽ, với tốc độ động cơ mạnh mẽ đạt hơn 7.200 vòng trên phút. Và công suất máy ổn định trong thời gian dài, giảm tiếng ồn và giảm rung lắc. Với thiết kế giảm sóc thì cấu trúc bánh răng tạo ra độ ồn thấp với độ rung tuyệt vời, tạo ra trải nghiệm cho người dùng tốt hơn khi sử dụng. Và máy cạo râu Xiaomi Miza MSX201 cài đặt chế độ an toàn kép bằng cách bấm và giữ phím nguồn để máy tự động chuyển sang chế độ an toàn khép kín di chuyển. Sản phẩm được trang bị chip thông minh sẽ tự tắt khi hoạt động liên tục quá 10 phút để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng khi mà quên tắt thiết bị. Và như các bạn thấy thì sản phẩm này chỉ có một chế độ, các bạn khi sử dụng sẽ bật nút nguồn lên là máy hoạt động rồi. Sản phẩm có khả năng cạo râu sạch không làm tổn thương da, phù hợp để anh em sử dụng hàng ngày hoặc là mang theo đi xa cũng rất là tiện. Với cổng sạc USB Type-C phổ biến thì có khả năng tương thích với nhiều cáp sạc
của các dòng smartphone hiện nay nên là cực kỳ tiện lợi. Và trên đây là thông tin về sản phẩm máy cạo râu Xiaomi Miza S100 MSX201. Và nếu như anh em muốn đặt mua sản phẩm máy cạo râu chính hãng thì có thể truy cập vào đường link trong phần nội dung của video vào website meta.vn hoặc là gọi điện ngay đến hotline của Meta ở phía trên màn hình để đặt hàng nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.